Bác sĩ tẩy chay khẩu trang và cách ly Hồ Hải được bế đi Mỹ theo diện xuất khẩu dân chủ chính hiệu giữa bối cảnh căng thẳng của dịch bệnh COVID-19. Ông Hồ Hải, người được đồng nghiệp, bạn học và đồng bọn dân chủ đặc biệt danh bác sĩ đại biệt vẫn giành được tấm vé đi Mỹ trước sự thèm muốn và ghen tị của rất đông nhà dân chủ. Đồng bọn của ông ta trong nước và ở Thái Lan, tìm thông tin trên mạng chỉ có duy nhất đài VOA đưa tin về chuyến đi của ông. Theo những gì ông ta viết trên blog rằng ông ta được đi Mỹ nhờ sự thỏa thuận và đồng ý của chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông ta đi vì nhu cầu vì một thế hệ trẻ tương lai và một nền nông nghiệp sạch cho Việt Nam. Buộc lòng tôi phải đi Hoa Kỳ sớm, hứa rằng sẽ đóng góp chút ít tài hèn, trí nhỏ của mình cho công cuộc nâng dân trí, chấn hưng dân khí và lo hậu dân sinh của chí sĩ Phan Chu Trinh đã hằng mơ ước. Không biết VOA có hiểu những gì ông ta nói hay không? Ông ta muốn truyền đạt cái gì nhưng có vẻ như VOA vẫn cứ đăng vị tính thời sự vào blog của ông ta, đọc những bài viết được cắt ghép chủ yếu từ Mỹ, xung quanh ủng hộ Tổng thống Trump, tình hình chính trị nước Mỹ và diễn biến cuộc chiến chống Covid. Ông ta vẫn theo đuổi tẩy chay khẩu trang và cách ly trong phòng chống dịch bệnh như Trump từng cổ súy. Đọc đến đây, hẳn nhiều dân Việt mừng vì cộng đồng người Việt đã được giải thoát bởi một tín đồ cuồng Trump cùng nguy cơ từ kẻ mang danh bác sĩ nhưng đi ngược nhận thức cộng đồng và đất nước trong phòng chống dịch bệnh. Bình luận về việc này, một blogger trong nước nhận định rằng ông Hồ Hải được đi Mỹ theo một quy trình quen thuộc đã được định sẵn, đó là hoạt động chống phá nhà nước, bị tuyên án phạt tù, kêu gọi các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các nghị sĩ Mỹ háo danh và thiếu thiện chí với Việt Nam để can thiệp, xin tị nạn, và cuối cùng nếu đáp ứng được các điều kiện của Mỹ và được phía Việt Nam đồng ý thì sẽ được sang Mỹ, sự ra đi của ông Hồ Hải. Ngoài duy nhất VOA đưa tin, tuyệt nhiên không nhà dân chủ nào trong và ngoài nước chia sẻ, bình phẩm, chia vui như mỗi khi có ông bà dân chủ trước đó như vợ chồng Bạch Hồng Quyền, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Dũng Con Đường Việt. Không ai chào đón, dù là xã giao với Hồ Hải ở nước Mỹ. Blog của ông ta yên lặng hoàn toàn sau bài viết thông báo đến Mỹ từ mấy tuần trước. Dù sao chúc mừng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón được Phan Cuồng đến nước Mỹ. Chúc mừng người dân và chính phủ Việt Nam đã xuất khẩu thêm được một Bùi Kim Thành thứ hai đến nước Mỹ. Chúc mừng làng dân chủ Việt đại thắng khi đã đấu tranh được quốc tế quan tâm và động lòng trắc ẩn tới chính phủ Trump, giúp ông Hồ Hải được đưa vào quy trình khép kín đầy may mắn.